Và nhắc tới Honda LED này thì Linh bật mí một chút cho các bạn là trong ngày 22 tháng 12 tới đây Honda Việt Nam sẽ ra mắt một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới đặc biệt là với những anh em ở phía Bắc thì đây là một trong những cái mẫu xe rất rất là mới và có thể sẽ quen thuộc hơn với một số anh em ở phía Nam thì các bạn hãy cùng đón chờ Honda Việt Nam sẽ ra mắt phiên bản uh, dòng xe mới trong thời gian tới nhé Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Hòa Bình Minh và linh đang có mặt ở cửa hàng xe máy bình minh một ở nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ và nếu các bạn có ý định mua xe honda thì hãy liên hệ với linh nhé theo số điện thoại là 097162438 và trong video ngày hôm nay thì linh sẽ cập nhật giá và chương trình khuyến mại các dòng xe honda tại thời điểm tháng 12 dương này và trong thời điểm giáp tết này thì chắc chắn rất nhiều khách hàng có nhu cầu mua xe và các bạn lưu ý là chương trình khuyến mại uh, tiếp tục áp dụng trong tháng này khi mua tất cả các dòng xe honda các bạn sẽ được tham gia chương trình uh, quay số cùng rất nhiều phần quà dành tặng cho các dòng xe và sau đây thì linh sẽ đi chi tiết cụ thể hơn nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là linh đang ở kho xe bên linh rất nhiều các dòng xe tay ga luôn sẵn hàng để các bạn lựa chọn trong thời điểm giáp tết này. thì các bạn có thể thấy là ở bên này linh có trưng rất là nhiều những chiếc xe honda vision thì vision nó sẽ có bốn phiên bản để các bạn lựa chọn đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản uh, cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản cá tính. thì đối với phiên bản uh, tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu sắc duy nhất đó là màu trắng trang bị khóa chia các bạn nhé. Thì với bản Honda Vision màu trắng khóa chia này hiện tại nó đang ở mức giá khoảng hơn 32 triệu đồng. Một mức giá khá là hợp lý đúng không ạ? Còn đối với phiên bản là uh, màu xanh, phiên bản đặc biệt ngay phía bên cạnh hình đây thì ngày hôm nay nó cũng có một mức giá rất là tốt đó là khoảng 33 triệu đồng. Uh, xe phiên bản đặc biệt này sẽ được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key các bạn nhé. Và đây là màu duy nhất trên phiên bản đặc biệt. Lớp sơn là lớp, lớp sơn sần các bạn nhé. Và tiếp theo nữa đó chính là phiên bản là cao cấp. Thì phiên bản cao cấp sẽ có hai màu sắc để các bạn lựa chọn. Đó là màu đỏ và ngoài màu đỏ này ra thì nó sẽ có một màu nữa đó là màu xanh than. Thì với hai màu sắc trên phiên bản cao cấp này nó sẽ có giá khoảng ngoài 34 triệu đồng. Đều được trang bị hệ thống khóa thông minh smart key này hay là cổng sạc điện thoại hay là đèn định vị led lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe Navision. Và cuối cùng đó chính là phiên bản cá tính. Với phiên bản cá tính thì sẽ có hai màu sắc đó là màu đen nhám và màu xanh xám các bạn nhé. Với hai màu sắc trên phiên bản cá tính này trong thời điểm tháng 12 nó cũng đang có mức giá rất là tốt cho các bạn là khoảng 38 triệu đồng. Như vậy các bạn có thể thấy rằng thời điểm tháng 12 giáp Tết rồi nhưng Honda Vision vẫn đang có một mức giá rất tốt cho các bạn đó là dao động từ ngoài 32 triệu đồng cho tới khoảng 38 triệu đồng cho bốn phiên bản. Đặc biệt hơn nữa khi mua dòng xe Honda Vision này, 100% khách hàng sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn để có cơ hội trúng xe Vision hoặc là SH. Còn nếu như khách hàng nào chưa may mắn trúng xe, các bạn vẫn sẽ nhận được thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng đối với dòng xe Honda Vision. Và cuối năm này thì Bên Linh cũng dành tặng rất nhiều phần quà cho khách hàng. Như là mũ bảo hiểm này, hoặc là áo thun, một chiếc áo thun mà Linh đang mặc đây ạ Các bạn có thể thấy là rất là đẹp đúng không ạ? Một chiếc áo thun mà Linh đang mặc đây Đó là phần quà dành tặng cho khách hàng này Một thẻ à, các bạn có thể xem ở trên TV, một thẻ có thể xem ứng dụng trên TV Đó là ba phần quà mà ngoài ra cửa hàng Binh Linh sẽ dành tặng tới khách hàng Cùng với rất nhiều hỗ trợ cho các bạn khi liên hệ với Linh Nên các bạn hãy nhấc máy lên và gọi cho Linh nhá Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu đến các bạn là mẫu xe Honda lit một dòng xe tay ga mà chị em phụ nữ mua xe rất là thích đó chính là chiếc cốp xe rất là rộng lên tới hơn ừ. 37 lít đúng không ạ các bạn có thể mang cả thế giới vào chiếc cốp xe lít này thì với dòng xe na lít này sẽ có 3 phiên bản để các bạn lựa chọn đó là phiên bản tiêu chuẩn phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt và giống như dòng xe na vision thì với dòng Honda lít phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ chỉ có duy nhất là màu trắng thôi tuy nhiên đối với dòng xe lít này thì phiên bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị hệ thống thông minh mắt key các bạn nhé và có mức giá rất là hấp dẫn các bạn ạ Chỉ với hơn 36 triệu đồng các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe máy Honda Lead rồi Một mức giá không thể nào tốt hơn trong suốt năm vừa rồi đúng không ạ Còn đối với phiên bản là cao cấp thì sẽ có hai màu sắc đó là màu xanh và màu đỏ mận các bạn nhé hai màu sắc là màu xanh than và màu đỏ mận thì cũng chỉ có mức giá khoảng 40 triệu đồng thôi ạ chỉ với khoảng 40 triệu đồng là anh em đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Honda Elite phiên bản cao cấp với được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key 3 tính năng và trong đó có cả tính năng báo động chống trộm các bạn nhé. Đó là những trang bị rất là cao cấp trên mẫu xe này mà mức giá cũng chỉ 40 triệu đồng, vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Cùng với rất nhiều phần quà như là chương trình quay số trúng thưởng này, cùng với những phần quà mà cửa hàng Bên Linh sẽ dành tặng cho khách hàng trong thời điểm cuối năm này. Các bạn nhớ nhé là cửa hàng Linh ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và số điện thoại của Linh là 0987 1624 nhé. Còn đối với phiên bản đặc biệt của dòng xe lít thì nó sẽ có hai màu sắc vô cùng đẹp. Đó là màu à, bạc và ngoài ra thì nó sẽ có cả màu đen mờ. Đen mờ thì nó tương tự như cái màu bên dòng xe H1 này ạ. Thì với hai màu sắc của dòng xe phiên bản đặc biệt này cũng chỉ mức giá cho các bạn là khoảng 42 triệu đồng thôi. Chỉ với 42 triệu đồng cho hai màu sắc đắt nhất, đẹp nhất của dòng xe Honda Lit, Mức giá rất là hấp dẫn đúng không ạ? Như vậy là các bạn có thể thấy là Honda Elite với 3 phiên bản cũng chỉ có mức giá dao động từ khoảng ngoài 36 triệu đồng cho tới khoảng 42 triệu đồng thôi ạ. Những màu sắc đẹp nhất, hot nhất của năm nay. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu các bạn là mẫu xe Honda Avalet. Avalet thì ngày hôm nay Linh có trưng đầy đủ ma mà màu sắc trên dòng xe LED 125. Đó là màu xanh này, xanh đen này ạ, xanh phối với đen, với cái tem mới năm nay linh cho rằng nó rất là đẹp đấy ạ và đây là phiên bản đặc biệt màu đen nhám này Đó, và bên này là màu đỏ thì đối với dòng xe honda avallet với cả ba màu sắc này nó hoàn toàn giống nhau về động cơ máy móc cũng như tính năng và chỉ khác nhau về lớp sơn đối với màu đỏ màu xanh thì sẽ là sơn bóng còn với màu đen phiên bản đặc biệt thì sẽ là lớp sơn sần sơn mờ các bạn nhé thì với hai màu sắc sơn bóng này thì đang có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 41 triệu đồng thôi. Linh thấy rằng một mức giá rất là tốt rồi. Hầu như là đối với các dòng xe Honda như là Vision Elite thì đây là thời điểm mà nó có mức giá rất là tốt ạ. Còn đối với phiên bản đặc biệt này thì cũng chỉ với mức giá khoảng 44 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi ạ. Đó là Honda Elite phiên bản 125 các bạn nhé. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu đến cho các bạn là mẫu xe Honda SH1. Thì các bạn có thể thấy kia, phía sau ạ nhưng có Honda SH1 này những màu sắc mới của năm nay màu xanh là một trong những màu sắc mới của năm nay ạ mọi năm sẽ không có màu xanh này các bạn nhé nhiều khách hàng gọi là màu xanh Coban này. đó một màu sắc linh thấy khá là đẹp ạ trên phiên bản tiêu chuẩn của SH1 và một mức giá cũng không thể nào tốt hơn cho các bạn đó chính là chỉ khoảng ngoài 58 triệu đồng thôi là anh em đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe SH1 thời trang sang trọng ờ, đây là phiên bản tiêu chuẩn phanh CBS và ngoài màu sắc này ra thì phiên bản tiêu chuẩn còn có màu trắng nữa Cũng là một trong những cái màu sắc mà năm nay cũng được bổ sung thêm trên phiên bản tiêu chuẩn Màu trắng đẹp với mức giá khoảng hơn 58 triệu đồng thôi Và ngoài ra thì phiên bản tiêu chuẩn này còn có thêm cả màu đỏ mận nữa các bạn nhé Sẽ có ba màu sắc là đỏ, xanh, trắng trên phiên bản tiêu chuẩn Với mức giá là ngoài 58 triệu đồng Còn với phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS Phiên bản cao cấp đẹp, màu đỏ đen rất là quen thuộc rồi thì ngày hôm nay cũng chỉ với mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 69 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình chiếc xe SH1 được trang bị hệ thống chống bò cứng phanh ABS trên kênh bánh trước đấy đó một màu sắc đỏ đen quen thuộc với mức giá là ngoài 69 triệu đồng đây chắc chắn là một mức giá rất nhiều khách hàng đang mong chờ trong thời gian vừa qua và các bạn nhớ nhé tất cả các dòng xe mua thời điểm này các bạn đều được tham gia quay số trúng thưởng các bạn nhé còn ngoài ra thì ở đây Linh có luôn cả màu đen mờ, đen sần đấy ạ. Đây cũng là một trong những cái màu sắc uh, rất là đẹp trên mẫu xe này. Đây là phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Và cũng để cho các bạn chỉ với mức giá khoảng tầm 72 triệu đồng thôi ạ. Các bạn có thể thấy không ạ? Honda H1 đã có mức giá rất là hợp lý rồi. Với phiên bản phanh CBS thì khoảng uh, ngoài 58 triệu đồng thôi. Còn phiên bản ABS nó cũng chỉ dao động cho các bạn là khoảng ngoài 69 triệu đồng cho đến khoảng uh, 72 triệu đồng là các bạn đã có thể uh, À, sở hữu rồi và bên Linh thì thời điểm cuối năm này luôn luôn sẵn hàng để khách hàng lựa chọn các bạn nhé Còn ở đây thì um, Linh có Honda LED 160 LED 160 thời điểm này đang rất rất là ít hàng các bạn ạ Và hiện tại thì Linh đang có sẵn luôn một em Honda LED 160 Phiên bản cao cấp màu đỏ mận các bạn nhé Nên là anh em nào mà đang tìm mẫu xe Honda LED 160 ấy, Thì các bạn hãy liên hệ với Linh ạ Theo số điện thoại là 0987162438 nhé Tiếp theo nữa thì các bạn có thể thấy là phía sau những cái màu sắc đẹp nhất, hot nhất trên mẫu xe Honda SH 150i Linh cũng luôn sẵn hàng các bạn nhé. Đầu tiên phải nói đến là màu xám xi măng là một trong những cái màu sắc mà rất là ít hàng và cũng thường xuyên có nhiều khách hàng gọi điện hỏi Linh để đặt hàng mẫu xe này. Hiện tại bên Linh vừa với về một chiếc SH 150 phiên bản thể thao màu xám xi măng với mức giá đang dao động cho các bạn là khoảng 124 triệu đồng. Còn với phiên bản đặc biệt màu đen nhám thì nó sẽ đang có mức giá là khoảng 123 triệu đồng các bạn nhé. Ngoài ra thì đối với mẫu xe Honda SH nó sẽ có các phiên bản là 125 và 150 và với ba màu sắc chính đó là màu đỏ, màu đen bóng và màu trắng. Thì với phiên bản 125 phanh CBS nó sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng 81 triệu đồng. Đó là phiên bản mà thông dụng nhất, nhiều khách hàng mua nhất. Đó là bản 125 phanh CBS nhé với mức giá 81 triệu đồng. Còn với phiên bản 125 ABS thì xe có đang có mức giá là khoảng ngoài 92 triệu đồng Và bản 150-CBS phanh sẽ có mức giá là 96 triệu đồng Và AMS sẽ có mức giá là 117 triệu đồng Vậy thì nếu như khách hàng nào mình đang quan tâm đến mẫu xe Honda SH Thì các bạn hãy liên hệ với Linh nhé Và tiếp theo nữa thì Linh muốn giới thiệu các bạn đó là mẫu xe Honda SH 350 phân khối Mẫu xe này thì trong thời gian gần đây Linh đã bán rất là nhiều chiếc xe này cho rất là nhiều khách hàng ở xa có những khách hàng ở hà nội này ở nam định này ở hưng yên rất nhiều khách hàng ở xa đã đến cửa hàng bên linh mua mẫu xe honda sh 350 phân khối này bởi vì nó có mức giá chỉ tranh với sh 150 phanh abs khoảng vài triệu đồng thôi và với màu sắc mà bên linh đang đứng cạnh đây đang ở mức giá cho các bạn là 126 triệu đồng và mức giá này chỉ áp dụng cho các bạn khi liên hệ với linh nhé theo số điện thoại là 0987 162438 126 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe SH350i vô cùng hấp dẫn đúng không ạ và tiếp theo đây thì là Linh sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu xe mà chắc chắn rằng rất nhiều các anh em đã xem video rất nhiều của Linh các bạn đang chờ đợi, không biết rằng là sang tháng 12 này mẫu xe Honda Winix nó còn có các chương trình khuyến mại cũng như có hỗ trợ giá tốt không thì uh, hiện tại bên Linh tiếp tục trợ giá cho mẫu xe Honda Winix cùng với vô vàn phần quà hấp dẫn cho các bạn khi mua mẫu xe này với phiên bản phanh thường ngày hôm nay trong tháng 12 bên Linh tiếp tục uh, để với mức giá là khoảng 33 triệu đồng và với phiên bản AMS bên Linh tiếp tục đồng giá cho các bạn với mức giá là khoảng ngoài 34 triệu đồng và ở đây thì các bạn có thể thấy là những màu sắc đẹp nhất Linh đang trưng bày ở đây đó là màu đỏ phiên bản thể thao HRC này với mức giá hơn 34 triệu đồng phiên bản đỏ nhám hay màu đen nhám phiên bản thanh ABS bản đặc biệt cũng có mức giá là khoảng là ngoài 34 triệu đồng thôi ở đây thì Linh chỉ trưng bày một số màu sắc thôi Tuy nhiên bên Linh luôn sẵn hàng cả các phiên bản màu sắc cho mẫu xe Honda Winner X này các bạn nhé và tiếp theo nữa đó chính là một điều mà các bạn rất là quan tâm là chương trình khuyến mại mẫu xe này thì à, khi mua mẫu xe Honda Winner X các bạn sẽ tiếp tục được tham gia chương trình quay số may mắn để có cơ hội trúng xe Honda Vision hoặc là SH 350 phân khối và nếu như khách hàng nào chưa may mắn trúng xe thì các bạn vẫn sẽ nhận được một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s. Như vậy là 100% khách hàng mua xe sẽ được phần quà là xe máy hoặc là điện thoại. Ngoài ra thì bên Linh tiếp tục hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất 0% dành cho mẫu xe Honda Winner X này. Nếu anh em nào đang quan tâm đến hình thức mua trả góp thì các bạn liên hệ trước với Linh nhé. Theo số điện thoại là 0987 162 438 và bên linh còn uh, có hình thức là nhập hồ sơ online nếu anh em nào ở xa linh sẽ nhập hồ sơ trước nhé và sau khi hồ sơ duyệt thì các bạn đến mua xe ạ và các bạn hãy liên hệ uh, theo số điện thoại của linh ạ và xin chào và hẹn gặp lại các bạn